nha, chào mừng trở lại với kênh 195 Lock. Trong video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ em cái cách để chúng ta chỉnh macro trong cái game Free Fire. Thì vô cái game đầu tiên á, thì nên là mà ai sử dụng điện thoại của Xiaomi hoặc là những con Redmi á, thì chắc chắn anh em sẽ có cái ứng dụng là bảo mật đó nè. Trên điện thoại anh em là có cái phần ứng dụng bảo mật nè, thì anh em sẽ bấm vào đó, anh em chọn cho mình cái game Turbo á. Đó, anh em thấy chữ game Turbo trên những điện thoại của Xiaomi và Redmi á, thì chúng ta sẽ có cái ứng dụng là game Turbo. Thì đây á, anh em sẽ có hai cái macro luôn. Nếu mà anh em sử dụng của điện thoại Xiaomi và Redmi thì anh em sẽ có cái macro trong game, trong cái ứng dụng ở game Turbo nè. Đó, ví dụ như mình chơi Free Fire thường á thì mình chọn ở đây, còn anh em nào chơi Free Max thì chọn đấy ha, chọn cái game nằm đây nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chỉnh macro của Free Max nha, trong cái ứng dụng game Turbo ha. Thì anh em chọn vào đây, anh em kéo xuống chọn mặc định nè, kéo mặc định này nè. Đó, trong cái phần mặc định này thì anh em thấy có phần là bổ sung nè. Nha, ở đây nè, có phần cài đặt bổ sung nằm đây nè. Trong phần cài đặt bổ sung này á, thì mặc định của nó trong cái phần game Turbo nè, thì nó sẽ kéo nằm ở cái mức khoảng gì giữa này thôi. Đó, đây là cái macro tăng độ nhạy anh em. Cái này là cách để chúng ta có thể tăng độ nhạy trong cái game Turbo luôn. Đó, anh em nào không để ý là uổng lắm. Anh em nào có điện thoại Xiaomi, Redmi, chúng ta vào cái phần game Turbo này, chúng ta kích lên cao nhất giúp mình hết nè. Nè, độ chính xác mục tiêu cao hơn, giúp thao tác giúp chính xác hơn, giúp cho chúng ta tăng cái tính hitshot rất là cao nè. Rồi độ nhạy nè, độ nhạy cao hơn đối với thao tác chạm liên tục vào tăng tốc độ nè, phản hồi cử chỉ này, trong khi độ nhạy thấp hơn giúp cử chỉ được ổn định hơn nè, thấy không, phản hồi trượt nè. Đó, đây, phản hồi trượt cao hơn giúp tốc độ phản hồi với cử chỉ này, trong cái phản hồi trượt thấp giúp cho cử chỉ ổn định hơn, thì mình khuyên em nên để cao nhất hay mức cao nhất hết nè. Đây, độ ổn định thao tác này chậm giúp cho các lần chậm ổn định hơn nè. Đó, thì nó sẽ có cái mức là cao nhất ở đây nè ha, anh em thấy mà mình đã kéo cầm cao nhất. Ở cái phần là khu vực không tiếp xúc á, nếu mà anh em để lớn á thì chỗ hai cái mép viền nha, nó sẽ không nhạy bằng. Đó, anh em nên tắt nha, tắt hết luôn, để mà khi nào vào game Free Fire hoặc game Liên Quân hoặc những cái tựa game PUBG Mobile đó, thì anh em có thể tăng cái mức tiếp xúc đều hết trên màn hình nè, chọn 1-0. Đó, còn cái chất lượng hình ảnh á, thì anh em muốn đẹp hơn thì chúng ta đẩy mạnh và ấn tượng, thì vô game anh em sẽ thấy khác biệt rõ ràng luôn. Trong cái game Turbo này có khá hay ví dụ này ha, thì mình để mức trung bình thôi, tiết kiệm pin chút. Rồi quay ra phần cài đặt. Đó, thì chúng ta muốn chơi game ngon hơn á, thì chúng ta nên để chế độ cân bằng ha, hoặc là chấp nhận cao ha. Còn anh em muốn tùy chỉnh thì chúng ta thấy nó cho chúng ta tùy chỉnh luôn nè. Nó độ phân giải nè, tùy chỉnh nè, rồi lọc bất đẳng thức nè, là gì. Đây, trong phần này tối ưu hình ảnh kích xuất bề mặt, khi mà nghiêng quy góc lớn thì anh em sẽ nhìn được địch xa hơn. Ví dụ mình để 2x đi. Rồi chất lượng, ưu tiên hiệu suất hoặc chất lượng hình ảnh. Ví dụ như anh em kéo chất lượng cao thì hiệu suất nó bị giảm, còn kéo tốc độ cao á thì nó sẽ ưu tiên về hiệu suất của máy hơn. Đó, một trong hai nha anh em. Đây, anh em ưu tiên về độ quả đẹp thì kéo mức này. Anh em ưu tiên về độ ổn định á thì mức này, tốc độ cao nha. Còn muốn để nửa nạt nửa mở thì chúng ta để tiêu chuẩn. Rồi còn cái mid map nè, là nâng cao độ sắc nét của hình ảnh này bằng cách tô họa tiết. Còn này em muốn để kéo lên càng cao thì độ chi tiết nó càng nhiều. Đó, thế này. Rồi kích xuất đa luồng nên bật nha, sử dụng kích xuất đa luồng để tối ưu sức chơi thì nên bật cái chỗ này lên nha, quan trọng nha. Đó, kích xuất đa luồng bật lên. Rồi đó, thì anh em chỉ cần bấm chữ bắt đầu chơi là chúng ta sẽ vào game Free Fire và tăng tốc, nó tăng độ nhạy trong cái game Turbo này khá hay luôn ha. Ok nè, cách để chúng ta thể chỉnh DPI cũng khá hay, mới luôn, đó là chúng ta ngoại phần cài đặt trên điện thoại Android này. Rồi anh em sẽ tìm đến cái phần là hỗ trợ tiếp cận nha. Đây, bấm vào hỗ trợ tiếp cận. Rồi anh em sẽ bấm một qua cái mục là thị giác ha. Chúng ta sẽ chọn qua mục thị giác. Rồi anh em sẽ bấm một cái phần màn hình nè. Đây, anh em sẽ chọn cho mình là kích thước hiển thị nha. Bấm vào phần kích thước hiển thị nè. Đó, thì trong kích thước hiển thị này anh em sẽ chọn cho mình rất nhỏ nha. Rồi chúng ta bấm ok. Rồi ok. Đó, anh em sẽ thấy chỉnh về mức rất nhỏ này á, thì chúng ta cũng như là chỉnh DPI luôn đó, các anh thấy không? Đó, nó đã giảm với cái phù hợp với điện thoại của từng anh em luôn. Đó, thì anh em có thể vào cách này để chúng ta vào game chơi ha. Đây, còn anh em nào muốn chỉnh lại các đơn giản, anh em thấy những cái thành phần như trên đây nè. Đó, nó nhỏ xí lại luôn rồi ha. Rồi ok. Thì chúng ta sẽ vào ngược lại nè, nó chữ nhỏ không? Đó. Rồi, ví dụ anh mình sẽ vào thoáng cho tiếp cận lại. Bấm vào một thị giác. Rồi chúng ta sẽ bấm vào cái thước hiển thị. Chúng ta
chuyển về cái mức mà anh em như ban đầu nhỏ đó. Rồi mình chưa có ok ha. Rồi đó, rồi đó, trở về ban đầu. Cái này cũng như là một cái chỉnh DBA ở ngoài rất là hay. Rồi rồi tiếp theo trong cái phần là DBA hỗ trợ tiếp cận luôn, thì mình sẽ qua cái mục là thất bắt nha, trong phần thị giác nè. Mà trước khi qua trong cái phần thị giác này á, thì anh em sẽ về lại vào cửa hàng Google Play với mình nè. Ở đây thì anh em lên cập nhật cái hỗ trợ tiếp cận lên phiên bản mới nhất nha, 14 á. Đây hỗ trợ tiếp cận đó, anh em cập nhật cái ứng dụng hỗ trợ tiếp cận lên phiên bản là 14 giúp mình nha. Đây 14 nè, đó thì nó sẽ có thêm cái tính năng mới trong cái thắc mắc á. Rồi bây giờ mình sẽ vào về lại cái thắc mắc này mình đã cập nhật rồi nha. Và lưu ý thì anh em cập nhật thì sẽ mất cái tiếp cận một công tắc nha. Đó, anh em có thể xem lại video cũ mình đã chia sẻ 2-3 cái clip về tiếp cận công tắc rồi, cách cài và cách khôi phục ở đó. Rồi giờ mình sẽ vào cái phần thắc mắc này. Rồi anh em sẽ bấm vào phần cài đặt nha. Rồi trong phần cài đặt mới của thắc mắc này á, thì anh em cần chú ý cho mình nè những cái mục như sau. Tùy chỉnh cử chỉ nè, đây anh thấy chọn phần là tùy chỉnh cử chỉ nè, bấm vào đây thì anh em tùy chỉnh cử chỉ giống mình chia sẻ nha. Đây một ngón tay là vuốt lên chạm giữ, vuốt xuống chạm và giữ, vuốt sang trái là đặt tiêu điểm nè, anh em chọn cho mình nha, chỗ này nè đặt tiêu điểm vào một cuối cùng trên màn hình nè. Đó vuốt sang phải thì đặt tiêu điểm vào một đầu tiên trên màn hình. Đấy, đặt tiêu điểm vào một cuối cùng trên màn hình ha. Đó rồi còn những cái phần như là vuốt tiến lùi một ngón như này thì anh em cài đặt giống mình nha. Đó, anh em thấy cách này có hay không thì comment cho mình biết nha. Này những cái phần như là vuốt lên rồi vuốt xuống rồi nè, trong cái phần thắc mắc nè đó. Rồi đó anh em có thể dừng video để xem nè. Rồi đây anh em vào phần cài đặt nâng cao nè. Rồi chọn chỗ cái phần là độ trễ của thao tác chạm và giữ khi nhập á, thì em chọn cho mình là 0.5 nè. Đây chọn cho mình nhỏ nhất luôn là 0.5 đó. Rồi ok nha, anh em sẽ bấm bỏ phần là chế độ cho nhà phát triển ha, trong phần thắc mắc nghe nè. Rồi chế độ nhà phát triển nè. Rồi mức độ ga nhật ký anh em chọn non giúp mình đó. Rồi lập ghi sự kiện hỗ trợ tiếp cận á, thì ta bấm vào đây thì nên tích cho mình những cái phần như thế nè. Thay tích nè. Rồi đó bật lên cho mình cái phần là thay tích nè, grab nè, star nè, đó view nè, access nè, focus link nè. Anh em kích lên những cái phần này giúp mình nha. Đây thay view long list nè. Đó được. Nó có thêm mấy cái phần cập nhật trong cái phần thắc mắc mới đó, anh em có thể bật lên như mình chia sẻ trong này đó. Rồi nha. Rồi ok anh em. Đối với cái trong cái phần tùy chọn nhỏ chuyển nè, rồi mình bấm vào đây. Anh em nào mà chưa xài tùy chọn nhỏ chuyển thì ta bấm vào giới thiệu điện thoại nè. Anh em bấm vào phiên bản phần mềm nè ha. Anh em bấm đó 7 lần thì nó để là bạn không cần đã là nhỏ chuyển nè, quay ra nè. Rồi tìm tới cái chế độ tùy chọn nhỏ chuyển nè. Đây tìm global xanh hoặc tùy chọn nhỏ chuyển nè, bấm vào đây. Rồi mình sẽ chỉnh một số tối ưu cho anh em chơi game nó ok, nó ổn định hơn nha. Rồi đối với những cái máy yếu nè, đối với những cái máy yếu trước thì chúng ta tìm đến phần là kích thước bộ ghi điểm nè. Anh em có thể chuyển giúp một mê với mình ha, chuyển lên một mê. Thì những cái video lần trước mình đã nói kỹ cho anh em phần là kích thước bộ ghi điểm này nó là cái gì vậy. Đây thì mình sẽ tóm tắt nhanh nha. Nó là sử dụng cái dữ liệu cho CPU nhiều nhất á, cho CPU sử dụng dữ liệu để nó đọc ghi dùng nhiều á, thì nó sẽ gây đỡ giật lắc cho anh em chơi game ha. Đây mình để một mê nha, đó một mê. Rồi ok thì chọn chỉnh đồ họa nè, các thay đổi về khả năng tương thích ứng dụng thì cái này không cần đâu. Các tùy chỉnh trình điều khiển đồ họa nè, anh em bấm vào, anh em chọn cho mình cái game mà anh em muốn bật nha. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ kiếm Free Fire nha. Đây Free Fire nè, đó nó để mặc định như thế này nè, thì anh em chọn cho mình để là trình điều khiển hệ thống nha. Đó rồi ok bật lên, chơi game nào thì bật game đó. Rồi tiếp theo là cái DVI mà muốn chia sẻ trong video này á, và DVI này sẽ phù hợp với những cái phiên bản Free Fire tiếp theo 41, 42, 43 vậy đó. Thì anh em yên tâm đi, cái độ cái DVI này nè, chỗ phần độ rộng nhất nè. Đây thì anh em chuyển cho mình là 700 nè, 700 DVI đó. DVI là anh em bật là 700 DVI nha. Rồi nó phù hợp với tất cả các máy thôi.
và khi mà anh em chỉnh 700 thì nó sẽ xuống còn 688 á. 688 này thì anh em sẽ lấy con số 700 trừ cho 688 thì nó ra bao nhiêu, thì anh em cộng lấy 700 cộng thêm cái số đó để nó bù cho sao mà cho nó bằng 700 là được nha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để 390 cho nó về lại đó. Rồi nó về lại cũ cho anh em thấy nó rõ nha. DBA là 700 anh em. Rồi những cái phần khác như là tắt lớp phủ HB kép nè, đó tắt lớp phủ HB kép này bật lên giúp mình nha. Luôn sử dụng GPU cho cái sức màn hình nè, này để tối ưu thêm game á. Còn cái này là khử răng cưa nha, anh em nào muốn chơi game đẹp thì khử răng cưa thì bật cái này lên. Rồi còn anh em nào mà RAM yếu nè thì kích cái này lên, thì 1-2GB, 3GB, 4GB thì kích cái này lên thì nó sẽ cầm chống RAM khá nhiều nha, không cần tải những phần mềm quét RAM làm gì luôn, có sẵn nha chỗ này nè. Giới hạn quá trình chạy nền cũng gì luôn, anh em để 1-2 tiếng trình thôi là cũng RAM cũng thấp này ha. 1-2 tiếng trình là RAM nó còn không tiếng trình chạy nền là khẩu có một chạy ứng dụng ở trong RAM luôn đó. Chống nhiều thì anh em chơi game nó mượt thôi. Rồi ok nha, bắt buộc cho phép ứng dụng ghi bộ nhớ ngoài, nên nào có sử dụng thẻ nhớ hay gì đó thì cho nó ghi qua đây. Rồi tìm một cái nữa, số yêu cầu cho tối đa mỗi khi hoạt động, kiểu như là mỗi lần chạy trong RAM bao nhiêu gì đó mà anh em có thể để 2-3-4 gì tùy theo nhu cầu nha. Máy nhiều thì không quan tâm, nhưng máy thấp RAM thấp quá thì cần chú ý những phần này. Rồi ok, còn một cái nữa là mà nhiều anh em không để ý là trong cái máy anh em có tần số quét bao nhiêu nha. Ví dụ như máy mình có hỗ trợ tần số quét là 120Hz đó. Rồi thì bấm vô chỗ là cài đặt nè, màn hình nè, em chọn cho mình phần tốc độ làm mới nè. Đó, máy mình hiện tại nó cho 60/120 thì anh em có thể kéo lên tối đa 120 hoặc 90/120/144 đó, thì cái này nó sẽ tăng cái tốc độ làm mới trên màn hình nó rất là cao, nó giúp cho anh em chơi rất là mượt nha, chơi game rất là mượt nha. Và tăng tỷ lệ hát sót khá là cao luôn á, mình từ khi mình chuyển sang 120 là bắn thấy rõ nha. Anh em có thể chịu 90/120/144 đó. Rồi như vậy là trong video này mình đã chia sẻ rất là nhiều về cái cách để chúng ta có thể tối ưu giúp cho anh em chơi Free Fire có cái tỷ lệ hát sót khá là cao mà an toàn nha. Anh em thấy hay đừng quên cho mình một like đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết, hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.